Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Thể tèo đường đến Juventus chưa bao giờ gần đến thế. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin từ nhiều tháng nay, ông Nguyễn Văn Thể sẽ bị thay thế, còn là vấn đề ai vào ghế ông Thể là chuyện đấu đá đến phút chót. Và giờ đây câu chuyện ông Tổng cho Nguyễn Văn Thể lên đường là hoàn toàn không ngoài dự đoán. Vấn đề là ông Nguyễn Văn Thể sẽ được ngồi vào vị trí dự bị sổ khám của Nguyễn Thành Phong, rồi sau đó là gì nữa? Đó là vấn đề cần phải phân tích thêm. Vào ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ở kỳ họp thứ 4. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, một bộ trưởng để lại rất nhiều tiêu cực. Theo chương trình, trong phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng ngày 10 tháng 10, với quyết định như thế, kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra sau đó và thực hiện nốt những gì mà Bộ Chính trị đã quyết. Chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là do ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, đảm nhiệm từ tháng 10 năm 2017 đến nay. Và ông Thể đã để lại quá nhiều tai tiếng, nhiều sự yếu kém là cho người dân bức xúc không biết kêu ai. Dự kiến ông Nguyễn Văn Thể sẽ về làm Phó Ban Kinh tế Trung ương thay cho Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong đã có quyết định bị khai trừ ra khỏi Trung ương Đảng và chưa biết sẽ đi về đâu. Có hai nơi để ông Phong đi, đó là nhà của ông và nhà tù. Tất nhiên ông Phong không có con đường lựa chọn mà bên trên sẽ chọn giúp ông. Cho đến nay, tương lai của Nguyễn Thành Phong vẫn còn đang bỏ ngỏ. Đây là hình ảnh kết thúc chức vụ của ông Nguyễn Văn Thể. Theo như thông tin được biết, khi về ngồi vào chiếc ghế Phó Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Thành Phong đã vận động rất mạnh được về vườn thay vào chiếc cho là một tù, mặc áo sọc trắng đen như màu áo Juventus mà ông Đinh La Thăng và Nguyễn Đức Chung đã phải mặc bao lâu nay. Trước đây, ông Phong vận động để được ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để khỏi bị thuyên chuyển nhưng bất thành. Không biết lần này vận động của ông có thành công hay không, vẫn đang đợi kết quả. Với ông Nguyễn Thành Phong không vướng vào vòng lao lý thì đã là thành công, còn ông Nguyễn Văn Thể thì chỉ mới bắt đầu. Hiện nay ông Thể đang dẫm lại y như vết xe đổ của ông Nguyễn Thành Phong đã từng đi qua. Nói về sai phạm thì sai phạm của Nguyễn Văn Thể sẽ nghiêm trọng hơn sai phạm của Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong cũng chống dịch cùng Nguyễn Văn Nên. Mà ông Phong bị quy trách nhiệm, còn ông Nên không sao. Điều đó cho thấy ông Trọng thiên vị rất rõ ràng. Ông Phong được cho là đã làm cho ông Trọng dính vết nhơ khi chính ông đã giới thiệu Việt Á nhận huân chương lao động hạng 3 do ông Nguyễn Phú Trọng ký sau đó. Sai phạm của Nguyễn Văn Thể là sai phạm có hệ thống, xảy ra nhiều năm và hậu quả của nó gần như không thể khắc phục. Các công trình giao thông kém chất lượng, dịch bốt bẩn mọc tràn lan, việc ăn chia đã hoàn tất nên không thể dẹp được bốt bẩn mà vẫn cứ để cho nó tồn tại và hút máu người dân tiếp tục trong nhiều năm tới. Đó là hệ quả khôn lường. Nếu đem ra truy tố thì tội ông Thể không hề nhẹ. Đây là hình ảnh những gì ông Nguyễn Văn Thể gây ra không hề kém ông Đinh La Thăng. Hiện nay tương lai ông Thể không rõ ràng. Ông Thể ngồi tại vị trí dự bị sổ khám nhưng ông biết chạy trọt có khi ông lại hạ cánh an toàn mà không có bản án nào cho ông cả. Với tầm làm bộ trưởng lớn thứ ba trong chính phủ, ông Thể từng làm ăn với các chủ bốt thì ắt ông Thể biết phải làm gì để được như ý. Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Mà làm một bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì việc có rất nhiều tiền không phải là vấn đề. Nhiều bạn đọc cũng hỏi ý kiến rằng với những gì mà Nguyễn Văn Thể đã làm, nếu ông Tổng Trọng không tống được ông Thể vào tù thì có thể nói đó là một thất bại của ông Tổng Bí Thư. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh vào hang ổ Nhật, chủ Vạn Thịnh Phát bị bắt, phát súng lệnh bắt đầu. Hang ổ Nhật tức là thành trì của hai Nhật Lê Thanh Hải. Đã rất nhiều lần ông Nguyễn Phú Trọng muốn xử lý ông này nhưng bất thành. Đặc biệt là từ năm 2018, ông Tô Lâm đã vào Sài Gòn bắt em ruột ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng. Nhưng hướng điều tra này lại bế tắc và từ đó đến nay không tiến triển gì được thêm về việc moi ra sai phạm của Lê Thanh Hải. Lần này, ông Trọng đang cho đánh hướng khác.
liệu có thành công hay không là câu hỏi rất lớn. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan. Gần 30 năm trước, bà Trương Muội được biết đến với tên Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một người gốc Hoa nổi tiếng lên ở thành phố với thế lực kinh tế mạnh nhất nhì đất Sài Gòn. Sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát được cho là nhờ cái bóng quyền lực của ông Lê Thanh Hải, tức là Hai Nhật. Từ khi làm bí thư quận 5, ông Hải đã có mối quan hệ thân thuộc với gia tộc họ Trương nổi tiếng này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vào cuối năm 2011 được tái cơ cấu theo hình thức hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, gồm Ngân hàng Đệ Nhất, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB. Và người thiết kế cho sự thâu tóm này là bà Trương Mỹ Lan. Đứng sau việc thâu tóm chính là ông Lê Thanh Hải. Khi đó, ông đang làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tới năm 2014, thế lực Lê Thanh Hải có dấu hiệu yếu đi. Bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thành Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó, cả người này đều đổi ý, không biết bởi ai thuyết phục. Vào ngày 8 tháng 10, báo Nhà nước đồng loạt thông tin bà Trương Mỹ Lan cùng với 3 bị can bao gồm Trương Huệ Vân sinh năm 1988, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984, sống tại thành phố Hồ Chí Minh là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và Hồ Biểu Phương sinh năm 1972, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Được biết, tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có và kín tiếng tại Việt Nam. Bởi vì thông tin về chủ nhân chỉ là một vài dòng ngắn gọn trên trang web và gần như họ không tiếp xúc với truyền thông. Nhờ có sự bảo kê của ông Bí Thư Hải mà Vạn Thịnh Phát đã giành được rất nhiều khu đất vàng để kinh doanh bất động sản, mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn này. Như vậy, việc bắt bà Trương Mỹ Lan là phát súng lệnh của phe ông Tổng đang nhắm vào Lê Thanh Hải. Sai phạm về đất đai của ông Lê Thanh Hải là rất rõ ràng, nhưng đã nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được ông cựu bí thư cứng cựa của thành phố Hồ Chí Minh này. Nhiều tin đã đưa từng đánh giá ông Nguyễn Phú Trọng không làm gì được tam trụ ăn đất Sài Gòn bao gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Trong đó, chân trụ Lê Thanh Hải là chân trụ đỡ hai chân trụ còn lại. Nếu bứng được Lê Thanh Hải thì việc loại bỏ hai chân trụ còn lại sẽ dễ dàng với ông Tổng Trọng hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh liệu ông Trọng có đưa lọ vào lò được nhà Lê Thanh Hải hay không. Vạn Thịnh Phát hưởng lợi rất lớn từ những quyết định mờ ám thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư. Những vị trí đắc địa tại thành phố lớn nhất đất nước đều lọt vào tay Vạn Thịnh Phát một cách dễ dàng. Đây là mối quan trọng để ông Tổng Bí Thư tấn công vào xào huyệt của gia tộc họ Lê Trương khét tiếng này. Ông Nguyễn Văn Nên về Sài Gòn sẽ nhận trách nhiệm bứng đi một tập đoàn chính trị mạnh nhất ở đây. Nếu lần này mà vẫn không chạm được vào ông Lê Thanh Hải thì e rằng câu nói chống tham nhũng không có vùng cấm của ông Nguyễn Phú Trọng lại là câu nói vô giá trị nhất.